người cứu hộ cứu nạn văn tham bồ tát thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô a di đà phật đà la di đà nam mô a di đà phật lục đế chúng bát đà di đà bồ tát bảo bảo di đà ma ha tất bảo bảo di đà ma ha ca lô di đà di đà các bạn đã phật diệt tổ đắc na đắc thọ nam mô tất cả tổ ý công a di đà phật lục đế tất cả các lăng đà la nam mô na ra tận đề hệ ma ha và đại sa mê tất cả ha lô di bằng xây dựng tất cả các ma và di ma phật lô di đà thắng ngà và lô hai lô ca đấy ca ra đấy như thế đề ma bồ đề tất cả ma ra ma hai ma hai đề là những câu lô câu lô cứ một đồ lô đồ lô bồ tát gia đấy ma bồ tát gia đấy là đi 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 thắng bậc ca gia gia ra gia là mà không qua ra một đây lại gì hay hay thắng na ra xong một cái sẽ là một ra một trăm ra tới gia ông rồi rồi ma ra ông rồi đề ta ra tất đề tất đề câu lô câu lô gì đấy gia bồ đề gia bồ đề gia gì đấy thì gia nó ra còn tự gì sẽ thành nha ba gia ma na ta ba ha tất cả gia ta ba ha tất cả như vậy tất cả là gia ta ba ha ma ra ta ba ha tất cả tăng a một phi gia ta và ha ta và ma tất đại gia ta và ha giả kiết ra tất đại gia ta và ha qua là mây tất đại gia ta và ha nam mô a di đà phật ra giờ gia nam mô a di đà phật lên thế tất bạc đại gia ta và ha an tất điện đô mạng đa ra bạc đại gia ta và ha tất điện đô mạng đa ra bạc đại gia ta và ha an tất điện đô mạng đa ra bạc đại gia ta và ha nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát ma ha tát nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát ma ha tát nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát ma ha tát. Mến chào tất cả bà con cô bác anh chị em ha. Hôm nay giác lợi về miếu dân hương thắp hương châm dầu đốt đèn rót nước thắp hương châm dầu đốt đèn thành tâm giác lợi cũng đã đảnh lễ bà. Cái này bà chị và mới thắp ba cây hương, bà chị và thắp ba cây hương, bà cầm đã cầm hương cẩm hương cầm hương cũng là thể hiện cái lòng thành kính. Thắp hương cắm hương cũng là cái lòng thành kính, mình phải thể hiện cái lòng thành kính cấm hương, phải cho thẳng rồi phải cho ngay ngắn đó, mình thể hiện cái lòng thành mình cũng như mình tu tập cái đức hạnh cái trang nghiêm. Cho nên mình cấm hương là cây hương là mình phải sửa cây hương coi nó có công không, mình nắng cho nó ngay lại rồi mình thắp hương mình cũng phải thắp cho thẳng. Thẳng là tất nhiên là mình thể hiện cái lòng thành kính của mình thẳng về Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, cũng như mình nói chung là mình thắp hương cho bất kỳ bàn thờ, bàn vong nào cũng vậy, cái hương phải cho thẳng. Đó là mình thể hiện cái lòng thành kính của mình, chứ không phải là mình thắp hương mà mình cấm sao cũng được. Cho nên là giác lại sẵn đây là giác lại có cái ý kiến thì bà con cô bác anh chị em, nếu ở nhà chúng ta thắp hương cũng vậy, cầm cây hương chúng ta nắng cây hương cho ngay, rồi xong chúng ta tha đốt, chúng ta thắp cho thẳng để mình chúng ta bày tỏ lòng thành kính. Thắp hương cũng là một biện hương pháp cúng dường, cũng như là đốt đèn, dâng đèn, dâng hoa. Đó là mình để mình trang nghiêm, mình học, mình thành kính. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay giác lại tự nhiên ngẫu hứng nó nhiều quá. Nam mô A Di Đà Phật là mồ hôi mồ kê đổ bà con thấy không? Hôm nay giác lại xin cho bà con một thể sâm ha, xin Đức Mẹ Phật Bà cho bà con một thể sâm. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày 13 tháng 5 năm 2024. Nam mô A Di Đà Phật. Giác lại cũng châm dầu đốt đèn thắp hương, giác lại đảnh lễ bà, đảnh lễ chư thần, chư thánh, chư vị thần linh xong. Giác lại xin cho bà con một thể sâm ha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính lại chín phương trời, mười phương chư Phật mười phương, con kính lại Đức Mẹ Phật Bà, năm mẹ ngũ hành, con kính lại các vị long thần, long thiên hộ miếu. Con pháp danh Nguyên Vũ pháp tự giác lại. Hôm nay với lòng thành kính con về miếu phụng sự Tam Bảo thành tâm dâng lễ thắp hương xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, Đức Mẹ ngũ hành xin độ cho con, xin một thể sâm cầu cả tài cả lộc ngày thứ hai đầu tuần ngày 13 tháng 5 năm 2024 dương lịch cho bà con cô bác trên kênh giác lợi vlog của con tham khảo mua tờ về số cầu được cái lộc may mắn. Xin ban cho bà con một thể sâm tốt, một thể sâm may mắn, một thể sâm về đầu gì đặc biệt về trong lô đại thành phố Đồng Tháp, Cà Mau, đương có miền Bắc miền Trung. Cuối xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà đèn trời soi xét, xin ân điển độ ban cho bà con cô bác trên kênh giác lợi vlog của con một thể sâm cầu cái tài cái lộc ngày thứ hai đầu tuần. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi xuống thầy xăm dương luôn, xuống thầy xăm dương bay vô người giác lợi rất là lẹ nha bà con. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là số thầy xăm con cũng quay vào trong con trình lễ Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, năm mẹ ngũ hành, các vị long thần, long thiên hộ miếu. Số thầy xăm dương xin Đức Thánh Mẫu độ cho số thầy xăm này có cái lộc lớn ngày thứ hai đầu tuần ngày 13 tháng 5, ngày 13 tháng 5 mà dương lịch năm 2024 miền Nam có đại thành phố Đồng Tháp, Cà Mau, đương có miền Bắc miền Trung. Xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà đèn trời soi xét, xin ân điển độ ban cho bà con cô bác trên kênh giác lợi vlog của con thể sâm này có cái lộc lớn ngày thứ hai đầu tuần. Nam mô A Di Đà Phật.
trùng khớp với các công ty sổ số kiến thiết cả ba miền để bà con cô bác trên kênh của con được hưởng cái ân đức của bà độ bà ban cho, được mua tờ giấy số cầu cái lộc may mắn ngày thứ hai đầu tuần. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và con xin để vào trong bát hương. Và con xin bà điểm chỉ bà độ ban cho. Và con cũng xin bà độ cho con xuống dưới bàn khẩu công chư thần chư thánh chư vị thần linh, con xin một thảy sâm mới, một thảy sâm cho bà con cô bác trên kênh của con có thêm cái sự lựa chọn mới. Xin cúi đầu đảnh lễ Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Con kính lại chính phương trời mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lại ông bà đất đai nhân trạch, ngài thần hoàng bổn cảnh cùng các vị tôn thần, các vị phổ thần. Con kính lại ông bà binh gia binh tướng của bà, ông bà sơn thần thủ địa, ông bà tà. Nam mô A Di Đà Phật. Con cúi đầu đảnh lễ ông bà hai bên, tạ hữu miếu bà, xin đèn trời soi xét. Xin ông bà chư thần chư thánh chư vị thần linh xin ban các phước cái lộc cho tất cả bà con cô bác trên kênh giác lợi quy lắm của con một đại sâm ngày đầu tuần. Một thẻ sâm cầu và được cái lộc may mắn ngày đầu tuần trong hữu sâm. Xin ban cho một thẻ sâm có cái lộc và trùng khớp với các công ty sổ số kiến thiết cài miền Nam ngày tại thứ hai đầu tuần ngày 13 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Nam mô A Di Đà Phật. Xin độ cho một thẻ sâm tốt, một thẻ sâm để bà con cô bác trên kênh của con vừa xem kênh vừa giải trí vừa tham khảo mua tờ giấy số cầu được cái lộc may mắn ngày thứ hai đầu tuần. Nam mô A Di Đà Phật. Nên là giác lợi sinh sâm rất là lẹ bà con, sâm dương không, sâm dương hôm nay giác lợi sinh bà sâm dương, sinh bàn thổ công chư thần chư thánh chư vị thần linh cũng sâm dương. Bà con có để ý không, hãy giác lợi sinh bà số thầy sâm úp xuống thì số chư vị thần linh cũng úp, mà hãy giác lợi sinh bà số thầy sâm dương thì chư thần chư thánh chư vị thần linh cũng là số thầy sâm dương. Giác lợi để ý rất là nhiều lần ha. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là số thầy sâm con vừa sinh được, con quay vào trong con rình lễ chư thần chư thánh chư vị thần linh, ông bà đất đai nhân trạch, ông bà sơn thần thủ địa, ông bà binh gia binh tướng của bà, ông bà tà đèn trời soi xét. Xin độ cho số thầy sâm này có cái lộc về chính xác miền Nam ngày thứ hai đầu tuần, trùng khớp với đại thành phố Đồng Tháp Cà Mau đi có miền Bắc miền Trung. Xin độ cho về chính xác, về đầu, về đặc biệt, về trong lô, về rực rỡ để cho bà con cô bác trên kênh của con mua theo cái số thẻ sâm được thưởng cái lộc tờ giấy số may mắn, và biết đâu tùy duyên phước đức nhân duyên của tùy bà con, vì bà con sẽ mua được cái lộc. Xin ông bà độ cho chính xác để bà con được hưởng cái lộc ân đức của ông bà độ cho. Nam mô A Di Đà Phật. Số thẻ sâm là số 18 rồi bà con. Số thẻ sâm là số là sâm là số không phải 18, 10, 100 bà con. Số thầy sâm là 100 chứ không phải là 18 nha. Số 0 nè, số 0 nè. Số 0 ha, số 0 ha, dưới này số 0 nữa. Tại cái mực nó lem. Số thầy sâm là 100 nha bà con ha. 100 là đại thượng thượng nha. Số thầy sâm là 100, 100 là đại thượng thượng đó. Số thầy sâm 100 là đại thượng thượng đó nha bà con, 100. 100 là đại thượng thượng á. 100 tất nhiên là bà con nên mua số 10, số 10 ha, số 100 nha. Số 100. Nếu như bà con nào muốn thích phân tích ra kỹ lưỡng là số 18 cũng đúng đó nha. Nhớ bà con nhớ dùm cho giác lợi ha. Số thẻ sâm này là 100, vì bà con nhớ là mua 00 và số 10. Nhớ mua số 10 dùm cho giác lợi và phân tích kỹ ra thì là số 18 cũng đúng luôn nha. Bà con cô bác anh chị em nhớ dùm cho giác lợi 200 210 100 210 gì đó ha. 100 gì đó ha, thì bà con tính ha. Số 00 ha, 100 100 là đại thượng thượng nha, đại thượng thượng, đại thượng thượng ha. Sâm này ai mà đi chùa đi biếu xin được số thẻ sâm này phải thỉnh dầu về trả lễ bà nè, thắp để cúng nè. Số đại thượng thượng khó có ai mà xin được số thẻ sâm 100 lắm nha. Khó có ai mà xin được số thẻ sâm 100 lắm, bà con lưu ý giùm cho giác lợi. Khó có ai mà xin được số thẻ sâm 100 lắm nha. Đại thượng thượng 100, 100 thì bà con nên nhớ là số 10 trong đó nha. Còn hãy nếu mà phân tích kỹ ra số 18 cũng đúng nha, bà con nên nhớ nha. Nam mô A Di Đà Phật. Con cúi xin ông độ cho. Nam mô A Di Đà Phật. Con cúi xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà Năm Mẹ Ngũ Hành các vị Long Thần Long Thiên Hộ Miếu đèn trời soi xét. Con cũng vừa xin được với bàn thổ công chư thần chư thánh chư vị thần linh là số 100, 100. Con cũng xin bà độ bà ban cho có cái lộc lớn để cho bà con cô bác trên kênh của con được hưởng cái lộc. Xin được số 100. Nam mô A Di Đà Phật. Thì vài bữa nữa con sẽ thỉnh dầu vào trả lễ, dầu giờ cũng còn hai bình, chỉ có giờ là cấp bách nhất là chân bông tới bông héo rồi, cho nên bà độ bà ban cho có cái lộc lớn 100. Và số thẻ sâm con đón nhận số thẻ sâm của bà độ bà ban đây cho có cái lộc lớn, đừng con có
bà con cô bác trên kênh của con có được cái lộc, có đồng ngân đồng ngọc, bà con ủng hộ con sẽ thỉnh bông vĩnh dầu về trả lễ cho bà. Nam mô A Di Đà Phật. Số thẻ xong là số 53, số 53253 nha bà con, 253100, 253100, 253100 ha, 253100 cho ngày thứ hai đầu tuần con 53 rất là đẹp cho bà con ha. 253 sâm dương, 100 cũng sâm dương. 00 này nếu bà con nào mà không thích mua 00 thì mua số 10 hoặc là 18 giùm cho giác lợi nha. 53253 ngày thứ hai đầu tuần sẽ đỏ rực. Con nguyện xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà độ cho có cả cặp lộc 53 với 0100 để cho bà con cô bác trên kênh của con được hưởng cái ân đức của bà độ ban cho có cái lộc lớn, bà con có đồng ngân đồng ngọc trang trải trong cuộc sống, mua tờ giấy số cầu được cái lộc may mắn ngày thứ hai đầu tuần. Xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà Nam Mô Ngũ Hành, nguyện xin chư thần chư thánh chư vị thần linh đèn trời soi xét xin ban cái phước cái lộc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Mến chào tất cả bà con cô bác anh chị em ha. Chúc tất cả bà con cô bác anh chị em luôn được niềm vui an lạc. Bộ số ngày thứ hai đầu tuần cặp tài cặp lộc đó là 53 và 100, bà con nên nhớ ha. 100 thì bà con không mua, 00 thì bà con nhớ mua số 10 ha. Số 10 nha, một số 10 00 vì số 100 là số 100 là số đại thượng thượng ha. Còn phân tích kỹ ra thì bà con nào muốn lót giùm cho giác lợi con số 18 cũng vẫn được nha. Số 18 giùm cho giác lợi ha. Rồi xin chào tạm biệt, chúc tất cả bà con ngày mới được nhiều niềm vui an lạc, gia đạo được bình an, đầu tuần may mắn, đầu tuần phát lộc nha. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chào tạm biệt tất cả bà con cô bác anh chị em. Nam mô A Di Đà Phật. Để giác lợi canh ngay 100 giác lợi tắt luôn nè. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi 00 luôn.